Hình NFT ông Trịnh Văn Quyết bán với giá gần 17.000 đô la Mỹ. Trên nền tảng giao dịch OpenSea, chủ sở hữu có tên là Afen đã tạo ra bức ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Bức hình được bán công khai với giá 5 Ethereum, tương đương với 17.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, người tạo ra NFT này cũng không đề cập gì thêm ở phần mô tả. Được biết, NFT là các vật phẩm kỹ thuật số duy nhất có các chứng nhận về tính xác thực và quyền sở hữu được đăng ký trên chuỗi khối blockchain. NFT không thể làm giả, độc nhất vô nhị và không thể thay thế cho nhau.